cái chỉ vào cái này này, chỉ vào cái hình gạch gạch ấy, inspect này thì nó sẽ ra cái thẻ H3 đúng không? Ở bên này CSS của nó có cái URL background bằng URL thấy không? Thì copy cái URL này. Đấy, copy mở cái tab mới ra pệt xuống. Ra cái ảnh chưa? Bây giờ sao? Tải cái ảnh về, save image as. Nhét nó vào là xong chứ có cái gì nữa đâu. Cực kỳ đơn giản luôn. Đây, để xuống này. Border background. Đấy, xong. Tiếp nhá. Bây giờ mình có thẻ H3 này. H3 này có class là đặt cho nó hẳn một cái class đi. Bằng kết trừ title. Được chưa? Ở đây tôi để là ẩm thực đúng không? Cho vào đây một cái thẻ span. Đây là chữ ẩm thực. Get title cách ẩm trừ thực. Được chưa? Sao đến đây chưa? Rồi cứ cứ làm đi. Làm là phải hiểu để lần sau còn có những cái khác tương tự mình làm tiếp. Được chưa? Rồi nhanh chạy nhá. Như cái chữ ẩm thực nó tít ra ngoài này không? Vấn đề này là cái gì? Đúng rồi, clear fix. Rồi, ở dưới rồi. Trong này chúng ta nhét cho nó thêm cái container nữa, category container. Để cho nó đẩy cái phần nội dung vào giữa. Thì tôi biết ra chính nhỉ, chính tả. Rồi vào giữa rồi. Xong chưa? Giờ sao? Đấy này. Đây là category này, kết title đúng không? Thì mình copy cái kết title này, cái class kết title này nhá. Sau CSS cho nó này. Rồi, kết title có gì? Có gì? Nhìn nhá. Background bằng URL. Các bạn xem URL chỏ đến đâu. Bây giờ file làm sao chúng con của chúng ta, file làm sao chúng ta, là file này ở đây. Cái ảnh background là border BG ở bên này. Giờ làm sao để chọn sang? Chấm chấm sược image sược border trừ BG chấm png. Xong chưa? Các bạn làm đi. Thử xem có đúng không? Rồi. Nên chưa? Đây anh, đằng sau này. Thấy không? Rồi. Background trừ repeat bằng repeat x là nhân ra theo trường hàng ngang. Hiểu không? Kéo ra theo hàng ngang, bởi ở đây nó kéo theo cả hàng ngang cả hàng dọc này để cho nó phủ kín cái thẻ H3 này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta chỉ repeat x thôi, tức là nó chỉ nhân ra theo hàng ngang thôi, nó không nhân theo hàng dọc nữa. Được chưa? Xong chưa? Có một cái nhá. Có một cái nhá. Xong chưa nhỉ? Đây này, chỉ còn một cái này. Còn một cái phần phía trên này. Được chưa? Tiếp theo thuộc tính gì? Background. Background position bằng gì? Cách trên bao nhiêu? Cho là 5 pixel đi.
xuống nhá. Đấy rồi, sát trên dầu đầu rồi, xuống chân rồi này. Mình tăng lên nữa khoảng 7 pixel. 7 pixel. Nữa 10 pixel đi. 10 pixel. 2 pixel. Hình như có gì đó sai sai. Rồi chúng ta coi lại nha. Không à? Không. Đây nó xuống rồi này. 0.11 pixel. 0.11 pixel. Thấy chưa? Giờ có gì nữa? Giờ làm sao để giấu nó đi? Giờ làm sao để giấu cái text này đi? À cái đoạn bao quanh này đi. Hả? Có nhìn cái thẻ span này không? Span này đằng trước hay đằng sau cái ảnh kia? Đằng trước, đúng không? Vậy mình xem này. Width bằng 150 pixel chẳng hạn. Display inline block. Block cũng được. Cái gì viết bẩn. Được chưa? Rộng chưa? Giờ sao? Background thành màu FFF. Đủ chưa? Gì nữa? Thẻ H3 giờ còn gì nữa? Có nhìn thấy cái này không? Đây, border left. Border left bằng cái này. Đúng không? Màu hồng luôn. Sau đó cái thẻ span này, H3 span đúng không? H3 span nãy mình đang sửa là bằng cái gì? Width. Thực ra là chỉ có như này thôi. Get trừ title cho đến span. Nó sẽ chỉ có display bằng block và width bằng như này thôi. Sau đó mình sẽ xử lý khác, xử lý tiếp như sau. Ẩm thực span. Bởi vì các chữ nó không, độ dài nó không bằng nhau đúng không? Cho nên là mình sẽ có cái mà từ đã, xem nào. Nếu mà chỉ để như này xem nó ra cái gì đã. Tôi đang nghĩ ra cách khác. Đây ẩm thực span. Đây. Ẩm thực này. Display là inline trừ block, xem nó có đến đâu. Sau đó margin 0 10 pixel. Ôi giời ơi. Padding. Padding có được không? Đấy, padding được này. Được chưa? Padding bên trái, tôi set padding nhá, 0 này. Sau đó đến bên phải là phải rơi vào tầm 20 pixel. Xong rồi đến dưới là 0 pixel, xong bên trái là 10 pixel nữa. Đủ chưa? Tầm này hợp lý đúng không? Được chưa? Rồi copy. Thì như này nó không phụ thuộc vào cái chữ là bao nhiêu. Display inline block, background màu trắng. Padding là bằng này. Sau đó mình sẽ có cái... Xong đến đây chưa? Rồi xong đi.
Được chưa? Xong chưa? Có cần xem lại cô lắp tiền bằng lâu hả? Lại không giả. Theo dõi thì tập trung vào, người ta làm gì thì mình làm thế. Đây là cái gì đây? Xong chưa? Bây giờ chúng ta có cái category này. Category container ấy, chúng ta copy cái này. Đây nha, ông nào ông nhìn kỹ nhá. Category nó là danh mục. Được chưa?
Catalogy là cái gì? Tiếng Anh không phải là kiểu làng nhàng mà sống được cái cuộc đời này đâu. Học kiểu gì thì học. Mình sẽ có cái kết category, nó sẽ có cái margin top. Margin top bằng 20 pixel để nó đẩy lùi những cái thằng ở trên này lên. Các bạn thấy không? Ngoài ra cái kết title này này thì chúng ta có cái color cho cái thẻ span ấy, nó bằng chính cái màu của cái gạch xược đứng ở đầu luôn. À quên nhầm. Chúng ta sẽ làm như thế này, xin lỗi các bạn. Đây. Bởi vì mỗi một cái phần các bạn để ý này. Cái này nó màu hồng nhá. Kéo lùi cũng là màu hồng luôn à. Các chữ đây, chỉ có các chữ khác nhau thì đúng không? Rồi cái này có màu này. Các bạn để ý này. Bây giờ tôi có chấm ẩm trừ thực trỏ đến span, nó sẽ có cái color bằng cái màu này. Tí nữa chúng ta sẽ đổi màu cho nó ở những cái phần khác. Được chưa? Bởi vì các bạn thấy này, gia đình Việt thì màu nâu đúng không? Đời sống thì màu xanh, khỏe đẹp thì màu xanh lá cây, khám phá thì màu cam. Được chưa? Thế cho nên là ui dồi ôi, bọn nào làm lỗi GS mà nhiều này. Cốt như cứt. Không check cẩn thận. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có cái phần quy định màu riêng cho nó. Được chưa? Xếp xuống, chạy. Ra ẩm thực chưa? Rồi tiếp tục đến cái phần ở dưới này thì làm nào? Ví dụ như này, như phần này thì làm nào? Làm nào để làm được cái phần này? Ba. Năm. Rồi. Tại sao nó không dùng ULRI luôn thì phải deep làm gì? Cho nó dặn. Ngớ ngẩn à? Nhét thẳng ULRI vào có phải hơn không? Đúng không? Rồi nhét ra. Xong phần này chưa? Rồi. Chúng ta ở phía dưới cái thẻ H3 này chúng ta có thẻ UL. Đúng không? Class. Class là kết list. Class bằng kết list. Chúng ta sẽ có các cái thẻ LI. 4 thẻ đúng không? Mấy thẻ? 1, 2, 3, 4. 4 thẻ LI này. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Cái kết list này. Kết list trỏ đến LI thì sao? Style nó như nào? Ngồi cạnh Nam à? Bạn tên là gì nhỉ? Ờ Huy. Hả? Huyt. Bằng bao nhiêu? 24%. 2. Cho 200 pixel đi. Rồi. Background. Background là mẹ gì vậy? Rồi cứ cho background đi, cho màu green đi. Đi nữa. Hết rồi. Display. Block. Hả? Ừ. Rồi. Thế thôi à? Cứ thông thả để cho nó nói. Absolute đi đâu? Không. Nghĩ thử sao? Nó đang là ULLI. Thì làm sao để cho nó nằm trên một hàng?
float the left. Đủ chưa? Đủ nhá. Trên một hàng rồi đấy. Đúng không? Trên một hàng rồi này. Mỗi thằng này sẽ có cái border. Tôi tạm thời tôi để cái border trừ right bằng 1 pixel solid 000. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là 4 thằng khác nhau. Được chưa? Sao nữa? Margin. Margin. Margin bằng 0 3 pixel. Để nó cách nào? Được chưa? Có tăng nữa không? Có tăng nữa lên không? 4 pixel có được không? 5 pixel có được không? Vẫn được. 0, 5 pixel. Rồi, bỏ border đi. Đó. Đúng các phần chưa? Chưa hết đâu. Thẻ kết list này. Cái kết list này bản thân nó phải margin tốt 10 pixel để nó cách lùi ra. Xong chưa? Bây giờ sao nữa, làm gì tiếp? Nhét ảnh vào thì đi copy ảnh. Bánh là gì đây? Bánh trà xanh. Đây là bánh dẻo. Bánh dẻo tuyết. Đây là bánh trung thu cổ. Rồi, có 4 cái ảnh rồi. Rồi nhét vào trong thôi đúng không? Ở đây chúng ta có cái gì nào? Tiếp tục nào. Bạn ngồi dưới. Bạn ấy. Có những cái gì? Có cái gì ở trong này? Một thẻ A này, Hrep thăng này, gì nữa? Cái gì trong thẻ A? IMG Public. Đừng nghe chúng nó nhắc, cố gắng tự mình làm đi. Tự đọc ra, tự tư duy thì mới giỏi được. Chứ còn cứ ngồi nghe chúng nó, chỉ có chúng nó giỏi thôi, mình chẳng được cái gì đâu. Học phải học không người. Đâu nhỉ? Bánh trà xanh này, image bánh trà xanh chấm jpg này. Tiếp tục tôi duplicate cái này lên, tôi pẹt xuống cái thẻ LI thứ hai. Ở đây là bánh gì? Bánh dẻo đúng không? Bánh dẻo chấm jpg. Tiếp theo là bánh bánh dẻo tuyết. Đây. Bánh dẻo tuyết chấm jpg này. Và cuối cùng là bánh bánh trung thu truyền thống á. Bánh trung thu cổ. Rồi xong. Được chưa? Đây là 4 cái ảnh của mình nhỉ. Giờ làm sao để có cái hình trái tim ở đấy? Hả? Ừ, thì cái hình trái tim đấy bằng không awesome rồi. Đưa nó lên đây để mà. Đúng rồi, chính xác. Chúng ta tiếp tục CSS này.
Ở đây chúng cái li này này, chúng ta sẽ có thêm cho nó cái thuộc tính là bỏ. Chúng ta sẽ có cái thuộc tính là position relative. Được chưa? Để nó làm cái neo. Sau đó ở phía dưới này này, chúng ta có cái thẻ A. Có thẻ A nữa. Hát rep bằng thăng. Được chưa nhỉ? Có class là header icon, hurt icon, hurt icon. Ở trong này chúng ta có thẻ y, có class là bằng fa cách fa trừ hurt o. Có o không? Không có o. Rồi xong, có thế thôi. Được chưa? Bây giờ xem nó như thế nào. Đấy, nó biết đâu nhỉ? Đây, nó là cái này đúng không? Nó biết xíu, cái này là hurt o. Ở đâu? Hurt không o. Rồi. Bây giờ chúng ta xem này, inspect dữ liệu cho nó này. Cái này đúng không? Nó là cái nhỏ nhỏ này này. Góc phía dưới kìa, bây giờ chúng ta style này. Position cứ bằng absolute đã. Top bằng mấy? Top bây giờ bằng mấy? 10 pixel. Gì nữa? Right bằng mấy? 10 pixel nữa. Gì nữa? Color FFF. Tiếp. Background RGBA 0 cách 0.4. Rồi, gì nữa? Border right là gì vậy? Sao? Border á hả? Radius 50 49%. Rồi sao nữa? Display bằng gì? Block. Gì nữa? Width bằng bao nhiêu? 50 pixel. 2 50 pixel nữa. Rồi, tròn chưa? Rồi, giờ sao? Take align center. Đây là theo hàng ngang rồi đúng không? Rồi sao hàng dọc thì sao? Line 2 bằng bao nhiêu? 50. Cái căn vào giữa được. Được chưa? Gì nữa để cho chữ nó to lên? Phong size bằng gì, bao nhiêu? 20 pixel. Vẫn bé. Đủ chưa? Chúng ta cho line 2 nó giảm đi một chút, tăng lên một chút để cho cảm giác nó cân đấy, đúng không? Đây, bằng này thuộc tính cho cái thẻ A ở trong. Cái thẻ A là cái thẻ A hurt icon đấy. Xong chưa? Rồi đây, hurt icon. Đóng mở ngoặc quệt cái mớ này xuống. Thế vất vả không? Chẳng có gì vất vả. Quan trọng là mình hình dung là mình cần phải làm gì, dùng thuộc tính gì là được. Hover từ từ đã, cứ xong đi ạ. Nó dài.
Dạ. Vâng. Vâng, vâng. Dạ vâng, vâng. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, vâng. Để em xóa hết kết quả cũ đi rồi. Vâng, vâng. Vâng, cảm ơn anh. Rồi. Xong chưa? Check cho kỹ đi. Xong chưa? Đấy, giờ làm cho tôi cái sự kiện là hover vào thì nó nháy. Đây. Hover vào thì nó đổi màu như này. Làm sao? Gì nào? Hot icon 2 chấm hover thì background sang cái màu pink ấy. Viết mỗi chữ pink nữa. Bọn này vớ vẩn đấy nhỉ. Úi dài. Không thể ngửi được. Đó là cái màu này này. Pink. Bọn nhà quê. Không biết thưởng thức nghệ thuật gì cả. Mày đậm hơn còn gì nữa. Được chưa? Sau đó picket cái này lên cho những cái thằng khác. Đúng chưa? Mấy cái tech ở dưới sao? Mấy cái tech này ở dưới sao? Cái bọn của nợ này nó làm chết ảnh à? Biết ngay, ui giời ơi. Không phải đâu, cái này không phải hiển thị lỗi đâu. Cái này là do bị chết, là do mạng lở. Do mạng lở nó không load được cái phông awesome về. Cho nên nó sẽ bị lỗi như vậy. Rồi giờ sao làm này? Tại sao là thế? Tôi thích viết thẻ spam có được không? Rồi đọc cho tôi thẻ spam nào. Spam. Class views. Rồi. Thẻ gì? E.
plus fa cách fa trừ i. Rồi gì nữa? Viết bừa lên một con số lượt xem đúng không? Không, phải viết ra ngoài. Sao nữa? Thế thôi à? Rồi, giờ sao? Xe đi. Từ chờ tí nhé. Rồi. Background. Background thành màu gì? Chạy cho nó lạc. Cái số này là color. Color. Màu gì? DE, DE, DE. Sống nó thanh thản đi không? Hoặc là CCC. Gì nữa? Không sai. 15 pixel. Sao lại to thế? Nó chỉ rơi vào tầm 13, 12 pixel thôi. Gì nữa? Hả? Chém. Bây giờ tôi viết thêm thẻ A nữa, nó viết tiếp là sau chữ lượt xem cái luôn nhỉ? Display block. Để đẩy hết tất cả mọi thứ xuống, thấy không? Chưa hết. Gì nữa? Padding. Bao nhiêu? 10 pixel. Có đủ không? Có đủ không? Khoảng 10 pixel. Được không? Được, cứ để đấy. Bây giờ chúng ta có cái view đúng không? CSS là view. Rồi xong. Ở trên kia tôi sẽ bỏ cái thằng background green và 200 pixel đi. Được chưa? Rồi tiếp tục cái này làm nha. Thẻ A. Thẻ A. Class là anchor. Rồi sao? Xuống nhá. Nãy mà mày cũng chấp nhận được. Sao nữa? Từ từ bình tĩnh. Cái này có nên để padding không? Padding trên dưới 10 pixel, padding trái phải 0 pixel. Đây, để như này. Giảm đi một tí, chờ tí nhá, tự ướm lại. 5 pixel rồi. Rồi, sao nữa? CSS cho thằng view này. Bây giờ CSS cho thằng anchor. Bây giờ sao? Color còn màu gì? 0 0 0. Gì nữa? Không sai. Còn bao nhiêu? 15 pixel. Gì nữa? Text decoration bằng none. Gì nữa? Display làm gì? Ngáo à? Ờ thì display bằng gì? Block. Gì nữa? Ở đâu? Cái gì đây? Con nhìn thấy nó đậm không? Đây tích thường đây cơ mà. Tích thường đây cơ mà. Gì? Phong weight 600. Đủ đậm chưa? Đủ dọn đúng không? Không, nó chỉ có thực sự thay đổi khi bắt đầu từ 600. Ok nào. Được chưa?
copy cả cục vứt vào trong kia. Gì nữa? Anchor này. Hover. Đấy. Decoration. Underline. Dạ. Xịn phết đi. Đây copy cái này. Vứt xuống dưới. Được chưa? Còn gì thắc mắc không? Cứ đẩy code lên nha. Đẩy code lên rồi đấy. Ở lesson 11 đấy. Bây giờ việc của các bạn sẽ là như sau. Trừ phần quảng cáo với nhận email hướng dẫn này ra. Các bạn làm hết lại rồi trang chủ này. Làm toàn bộ các phần còn lại. Tất. Đâu. Cái này hả? Cái này á? Cái này display flex thì có cái gì đâu. Cái này à? Ờ. Cái này là display fix. Fix chứ không phải flake. Fix cứ làm đi nha. Khổ lắm rồi có mỗi cái tí. Đây à, nhân dưới cùng này. Đây nhân rồi này. Mình sẽ có cái div bằng class go to top. Đóng tôi cái cửa vào cái. Thẻ y. Có class FA cách à, để tôi đi tìm cái icon cái là icon gì ạ? À, phong awesome. Nó có cái hình này đấy. Nó có cái hình trỏ lên trên. Arrow. Up. Không. Nhớ là nó có. Đây à. Đây à. Up. Đây à. Đây à. Ai bảo cái này. Ai bảo cái này. Không nhìn kiểu gì nó thành cái này đấy. À bảo cái này. Không phải đâu nhá. Cái này này. Hoặc là cái này. Đây dùng cái này nhá. Rồi xong. Bây giờ chúng ta style cho cái thằng GoToTop này. Go to top này có full season bằng fix. Rồi chúng ta coi nha. Đâu rồi chẳng biết ở đâu rồi. Chẳng biết nó nhét ở đâu. Cũng có thể là mình chưa có clear fix cho thằng đây này, mình thiếu clear fix cho thằng này. Cho cái thằng category container. Cho nên nó bị ẩn đi. Chẳng đi đâu. Bậy thật. Để tôi coi đã. Đây này. Núp ở góc nào đấy. Tít ở dưới, chẳng biết đâu. Rồi kệ nó. Width bằng 50 pixel, height cũng bằng 50 pixel, bottom bằng 30 pixel,
right bằng 30 pixel nữa. Nhìn thấy không? Background bằng màu trắng. Thấy chưa? 50 pixel hình như hơi bé. À, to rồi. Border, à quên nhầm. Border radius bằng 49%. Bây giờ có cái xem tròn chưa đã. Rồi. Có take a line center line 2 bằng 45 pixel. Border 3 pixel solid. Màu gì? Cái màu mà hường hường đúng đấy. Cái màu bệnh bệnh đúng đấy. Đây này, F492 này. Tôi ghét màu hồng ấy. Được chưa? Cái này nó phải lên tầm 5 pixel. Gì nữa? Color. Lại cái màu đấy nữa. Phông sai 15 pixel. Được chưa? Đi đâu nó theo đấy. Này nhặt toẹt chứ có cái gì đâu. Luôn luôn đính ở đây. Đấy là position fix. Đẹp hơn của nó nên. À không, của nó nhìn có vẻ thanh mảnh hơn của mình. Được chưa? Đẩy lên nhá. Đấy, các bạn ngồi làm toàn bộ cái trang làm sao này cho tôi. Và sau đó buổi sau đấy sẽ là bài tập về nhà chúng ta luôn. Buổi sau phải nộp. Nha. Phần nào khó thì hỏi luôn. Làm đi. Phần còn lại có cái quái gì không? Thank you.